Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người cái món ăn này. Đây là con ốc siêu to khổng lồ. Con này kêu bằng con sò thì mới đúng. Ở trong nó bự như thế này. Cái con sò này nó chỉ có ở bờ biển của tiểu bang Massachusetts thôi nha mọi người. Cái này đi bắt chứ không có mua được. Nó bự không? Nó rất là to. Và cái con này nó ở trên cát sạch, nước sạch. Nên thịt cái con này rất là ngon. Nó ngọt lắm, nó không có tanh, nó không có mùi của như mấy con sò khác. Và hôm nay mình cho mọi người review cái con này nha. Rồi xong mình sẽ ăn mấy cái nó. Và nước chấm siêu ngon của mình. Cái này nước muối tiêu chanh. Muối tiêu chanh với muối chanh với ớt mọi người. Ngon lắm. Còn cái này là cơm bơ. Mình thử món này trước nha. Rất là ngon. Ăn cái này rất là kéo. Và ăn cái con này là cái cục này nó bự như cái cục con scallop á. Rất là ngon nè mọi người. Cái con ăn thì mình cắt cái bụng ra, từ trên bụng nó có cát. Mọi người thấy ngon. Thật rất là ngọt, ngon kinh khủng. Ớt nó hơi cay nè mọi người. Nó cay lắm. Nhưng mà rất là ngon. Ăn mấy cái này phải ớt phải thật là cay. Không cay nó mới ngon. Chấm vào. Quá ngon. Cái cục này cho nó kẹp hai cái vỏ lên. It's really good. Cái con này ăn thì mình bỏ cái bụng nó ra, thì cái bụng con này nó có cát nha mọi người. Thì mình sẽ clean cái bụng nó ra. Lấy cái bụng nó ra. Mình ngâm nước nó, ngâm nước muối nó cùng độ mặn với biển đó. Cho nó lâu cho nó hết nhớt mà hết cát mà cũng vẫn còn cát. Cái này của mình có nó đây. Rất là ngọt, không có tan hết trơn á, ngon lắm. Mọi con, cái con này á, mình luộc nó ra, mình lấy cái nước mình nấu cháo rất là ngon. Hơi cay quá. Cái cục để kẹp hai cái vỏ lại nè. Mấy con scallop vậy, ngon lắm. Mình nói phải nói sợ mọi người, cái con này ngon cả bò ngư á. Thịt rất là ngọt. Mà cái con này mua không được, muốn mua không có ai bán. Phải đi bắt nó chín, nó chở một cái bờ biển ở Massachusetts thôi. Cái bụng nha, cho mình bóp lên cái bụng nó ra hết, ở trong bụng nó có cát mọi người. Nó ở, con này ở sạch lắm, nó ở trên cát á.
trên bãi biển á, chứ không có ở trong mấy cái nước bùn dơ như con sò khác. Rồi mình nhúng lại. Cay quá. Cay mà rất là ngon. Mà cái này ngon hả chưa? Là cơm cơm mình nấu với bơ ấy. Cái gì phô mai. Cái này mình quay cái không có quay quá trời mình nấu nha mọi người. Này mình chỉ luộc nó thôi, luộc nước thường thôi. À, tại vì mình không muốn mấy bạn tốn thời gian lâu để xem cái video của mình á. Nên mình cố gắng mình làm cho nó mình nấu trước á, rồi mình cho mọi người review thấy cho nó nhanh á. Không có tốn thời gian của mọi người khi xem video của mình. Còn mọi người muốn mình chia sẻ làm những cái việc khác như thế nào thì mấy bạn cho mình bình luận ở dưới để mình biết mình làm nha. Rất là nóng, mình nhúng cho nó sạch cát mọi người. Tại trong bụng con này có đôi khi mà cát mà không cắn một cái là không có ngon nữa. Cái này cái cục ấy của nó này nè, mình thấy không? Dòng rộng không? Ngon quá. Hơi cay nhưng mà rất là ngon.
Cái con này thịt rất là ngọt. Nam mình nhắc là nó sống ở bờ biển Boston, Massachusetts. Cái này là mình không có, cái con sò này không có đi mua được, mình phải tự đi bắt. Rồi bắt mình bỏ tủ đá, cái này mình ăn thì mình lấy ra mình ăn. Rất là ngon. Nó không có tanh không gì hết trơn. Con này nấu cháo ăn rất là ngon. Cái nước nó cháo ăn hết sảy, rất là ngọt luôn á. Con bồ ngư á. Ớt mà ngon mọi người, cải mà ngon. Còn hai con nữa mọi người nha. No rồi mà mình ráng ăn cho hết. Nếu bà Tân Vlog thấy là bà bảo là con ốc là siêu to khổng lồ, tí xíu mình sẽ làm đặt tên cho cái video này là những con ốc siêu to khổng lồ nha.
cuối cùng mọi người ơi. Cay quá. Mình có cùng có cùng mọi người cao quá. Cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn mọi người nha. Xin chào.